Công ty điện tử Hoài Nguyễn, công ty audio Hoài Nguyễn xin trân trọng kính chào đến tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Một buổi chiều tà, công ty điện tử Hoài Nguyễn vẫn tiếp tục test những bộ karaoke mang lời ca ý nhạc đến cho đời, cho người và đến tất cả các bác đam mê ca hát và yêu âm thanh, và trân trọng những tình cảm của tất cả các bác đã ủng hộ xem kênh của Hoài Nguyễn. Trước khi gửi đi xa, trực tiếp giám đốc Hoài Nguyễn sẽ test cho bác Khổng Thị Ly. Địa chỉ của chị là số 24 đường Rạch U, khu phố 3, phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Chị lấy một bộ hát karaoke gia đình. Đây là bộ hát mà giám đốc Hoài Nguyễn phối hợp với thầy Trung Nguyễn đã test trong vòng 3 tiếng đồng hồ để cân mic. Báo cáo chị Ly, em đã set up thành công với cái bộ karaoke này với hai chế độ. Chị ấn phím 1. Chị ấn phím 1 trên điều khiển M1 này thì chị sẽ hát được ngay. Và chế độ 2 ấn M2 là chị sẽ nghe nhạc. Thì em sẽ khóa tiếng mic vào. Em khóa tiếng mic thì chị ấn M2 này thì chị nghe nhạc. Ấn M1 này là chị hát ca. Đấy là hai chế độ em đã áp cho chị một cách hết sức hoàn hảo, chống thu rít, hát hút mic và dì vật sâu. Đây chính là một cấu hình mà chị Ly đã tin tưởng và hướng về công ty điện tử Hoài Nguyễn và công ty audio Hoài Nguyễn. Thì bộ ghép của chị là gồm các thiết bị sau. Thiết bị mất là một mic xua UG-25 mã, Hoài Nguyễn gọi là ông lớn trong ngành ca hát Việt Nam cũng như quốc tế. Thiết bị thứ hai là một lọc DVX đình đám 2231. Thiết bị thứ ba đó là một làng tiếng nữ BOCG-X12 phiên bản mới nhất công ty Hoài Nguyễn nhập về, hoạt động ở xung nhịp là 24 bit, xử lý từ 24 chuyển thành 32 bit, là chip xử lý rất tốc độ rất cao, tiếng nhạc của tiếng mic. Thiết bị thứ tư là một cục đẩy lưu rốc xuất ga 20 đèn bù áp D240, đánh cực khỏe, đánh được 2 đôi bát 30, vẫn còn dư tải nói chuyện và tâm sự với người thân. Thì đây một cấu hình mà anh Nguyễn đã phối hợp và cân chỉnh trong suốt 3 tiếng đồng hồ đã xong. Và điều đặc biệt hôm nay, anh Nguyễn sẽ ghép mấy đôi loa báu Phật đến từ vương quốc xứ sở sương mù. Đó là đều là DK Dara King DK, một biểu tượng nổi tiếng của thế giới với đồng tiền vẫn còn tiền xu, logo bằng inox. Và đây một đôi loa bãi xịn của anh, nhập khẩu nguyên chiếc nguyên khối. Vâng nhá, đây là bạn anh luôn. Công suất và thông số kỹ thuật ghi toàn bộ ở phía sau bài anh. Ngày mai chuyển đi, em sẽ tân trang lại cho nó đẹp đẽ. Đây còn zin nguyên bản. Đây là model DK 120F. Em còn đúng 2 đôi duy nhất. Đôi này em xuất cho chị, và đôi thứ hai em sẽ kép cho người khác. Đây toàn bộ thông số của đôi DK, có nguồn gốc xuất phát từ Anh Quốc, một đất nước rất có nhiều cái thứ độc trên thế giới. Đây chính đôi DK thì nhá. Một đôi này sẽ được chuyển đến cho chị để phục vụ việc ca hát và bãi 100% xịn luôn. Em có 2 đôi. Đây. 2 đôi, một đôi và 2 đôi. 2 đôi duy nhất từ công ty của anh Nguyễn đã nhập về. Và anh Nguyễn đã xếp thành công. Thành công với 2 chế độ. Chế độ thứ nhất M1 là chị hát ca, và chế độ thứ hai là chị sẽ nghe nhạc. Đây mà chị này. Ấn là hát ngay, và ấn M2 là sẽ hát. Đây chị nhìn nhé, em ấn chế độ 2 này, nhạc sẽ thay đổi như này. Đấy, chế độ 1 là hát ca. Em để mic khởi động là 46, effect 42. Trong quá trình hát có thể chỉ thay đổi được độ vang nhại bằng cách ấn nút 2 nút này, bây chị này, effect đây. Đấy, 42 là hợp lý. Còn to nhỏ mic 46. Trong quá trình hát chị sẽ chú ý em về tiếng nhạc, em để khởi động nhạc 26. Thế chị phải tăng tiếng nhạc lên, để to quá khi khởi động nó sẽ chết loa. Đấy. Đây là. Đấy. Để chế độ nghe nhạc. Chế độ 1 HK này. Đấy.
vẫn là một phần cực kỳ quan trọng, không thể thiếu được trong bộ hát karaoke, đó là phần test mic. Bây giờ em sẽ mời một phó giám đốc kỹ thuật Thành Trung Nguyễn, ca sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội, sẽ hát tặng đến tất cả các bác anh chị một ca khúc cũng rất nổi tiếng. Ca khúc gì phó giám đốc nhỉ? Ló. À ló à, này thì ló. Ok. Một ca khúc ló, đó là một mảnh đời, một vũ kiếp của con người sinh ra bị thiệt thòi so với những người mà có số mệnh tốt. Một cậu bé rất khổ khi sinh ra, khi không còn cha còn mẹ. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó chém cơm chiều nên lòng chưa no, cuộc sống đôi vai bơ vơ, hỏi ai ai cho nương nhờ, chuỗi ngày tăm tối vô mờ. Đêm đêm nó ngủ một mảnh chiều rơi. Chờ bao giờ cho đi
rất xúc động và ấm áp. Xin cảm ơn ca sĩ Thành Nhung các nhá. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cách đấu lối nhá, chị nhé. Cái mic thì em đánh dấu sẵn rồi chị này. Đấy, đánh sẵn đây, hai bên mic. Và lọc em đánh dấu sẵn rồi chị này. Và chị nhớ cái đèn này không được sáng nhá, đèn này EQ3W không sáng. Đèn này sáng, đèn này sáng. Cái đèn này sáng cũng được, không sáng cũng được, nhả dạng cũng được. Cái đèn này sáng, đèn này sáng. Còn cái giải tần EQ rơi em đánh dấu hết rồi chị này. Không may có trình vận chuyển nó rơi ấy, thì chị có thể đẩy lại, lệch lạc gì, đẩy lại. Còn đây là vang, vang ở đây chính là nút to nhỏ mic thì chị không động đến ở mic này. Cái mic này em đã cân chỉnh sẵn rồi, là cân sẵn phần mềm rồi. Nhại vang nhại đây, nhạc đây, chỉ cần mỗi nút này thôi. Thay vì cái nút trên mặt máy chị dùng phím này to nhỏ nhạc như nhá, đây to đây nhỏ chị nhìn nhá. Đấy, giữ này chạy tít này, ấn được cái một giống kiểu tivi đấy. Cô ông đẩy thì nhớ này, đây hai kênh đây, hai kênh đây. Toàn bộ chỉ để đúng em có hình này là sẽ hát được ngay. Và em sẽ đóng toàn bộ mic, vang và lọc thành một khối. Dây nguồn em rút ra, dây nguồn đây mà chị này, dây nguồn của mic nhé, mic nó giống đây lỗ cắm nguồn đây, như cái nạp điện thoại đấy, cục nạp đây. Và em sẽ rút em sẽ rút hai cái này ra đấy, để thừa ra này mà chị ạ. Chỉ cần cắm vào lỗ này đúng theo chiều tam giác là được thôi này. Cái được chiều khuyết quay lên này, đấy quay lên này xong. Còn đấu loa thì chị em sẽ đưa chị sẵn dây rồi, chỉ cần tháo đi nhé, tháo này, tháo cho tay cái e-lock này, kéo ra là được, kéo mà vặn ngược cái đồng hồ đấy nhé, cho vào này. Cho vào thì chỉ cần vặn theo chiều khi đồng hồ. Nhớ là cái khuyết to ở đây rồi, đây rất lưu trích cho nó khe to. Còn khe bé để hàng dưới thì nhớ này. Cạch một cái xong. Cái thứ hai như vậy. Cái hai như vậy đây này. Cạch cái xong. Tất cả bật nguồn để hết, em làm chuẩn chỉ rồi. Cũng để lưu đốc xuất Nga rất hay, đánh tiếng chắc. Và ngày mai em sẽ tân trang đôi loa cho nó đẹp, sạch sẽ. Để tôn để nó lưng cái phòng nhà mình lên. Và đây rắc chị này, chị sẽ cắm em đường input để cũng lưu trích cũng khe to chị này. Nhớ đây. To đây. Cạch một cái vào này. Bên này vậy này. Kéo ra ngược cái đồng hồ. Cắm vào. Cắm lại. Vặn cái xong. Thì muốn câu một cái loa nữa thì câu đây sang. Câu vị trí này sang. Là xong. Quá trình lấu lối mọi thứ đã thành công. Ngày mai sẽ chuẩn hàng cho chị nhá. Sẽ chờ đợi một cái bộ sản phẩm trực tiếp giám đốc Hành Nguyễn Sáp thì cảm nó hay như nào, bởi vì công ty em có cái bề dày cũng như kinh nghiệm rất là lâu năm trong cái việc mà lắp đặt cũng như thi công các công trình âm thanh karaoke chuyên nghiệp, phòng hát sự kiện và gia đình. Chị an tâm một điều với công ty Hành Nguyễn, cam kết rằng tất cả sản phẩm gửi đi bao giờ cũng đặt cái chất lượng tốt nhất và bảo hành tốt nhất tất cả vấn đề trong một tháng đầu, một đổi một trong một tháng đầu nhé. Còn ngoài ra bảo hành đấy, ngoài ra bảo hành tháng đầu lỗi em sẽ đổi lỗi kỹ thuật, còn làm rơi vỡ thì các chị cũng thông cảm đó. Đây là một bộ hát mà Hành Nguyễn đã dày công xây dựng thành công, sẽ đáp trong 3 tiếng đồng hồ thành công. Cảm ơn chị đã ủng hộ công ty điện tử Hành Nguyễn. Chúc chị luôn luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống, cũng như là khi sở hữu được bộ karaoke này sẽ tăng lộc bạn bè người thương vân vân.